Đội Vô Đức Hiền xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 7 tháng 11 năm 2013 và Đội Vô Đức Hiền đang quay bộ trường kỷ của thầy Phúc Liên, thành phố Kon Tum. Thầy Phúc Liên có đặt Đội Vô Đức Hiền 4 bộ và đợt 1 là giao 2 bộ trường kỷ sen cò với kích thước bàn là 53 x 1m15 và 2 chiếc trường kỷ dài 2m. Quay gần vào thì thấy là ở cái phần lưng ở giữa là cao su vần cầu và hai bên cạnh là sen cò. Thế ngoài ra thì nhìn từ trên xuống thì đường nét rất nuột nà và các cái mặt ván mặt này rất đẹp, ván mặt vân đẹp tuyệt vời. Toàn bộ toát lên một cái tinh thần là hàng là nuột nà nguyên vân gỗ. Và cái trường kỷ này đục chạm cả hai mặt. Vừa nãy là chúng ta quay nhìn mặt trước, còn đây bây giờ là mặt sau. Và các đường soi chỉ cũng chạy diễu cả bốn mặt từ gót chân thì lên. Và đặc biệt là khi mà nhìn gần vào thì thấy là các cái đường chỉ mà ở gần cái phần khung, đường chỉ nhỏ và chạy đều tăm tắp. Các phần mỏng ngoài thì thể hiện được tính chất rất là chuyên nghiệp của những người thợ lành nghề của Đồ Gỗ Đức Hiền. Đây là hai bộ. Chúng ta quay cận cảnh một bộ. Và Đồ Gỗ Đức Hiền thì lúc nào cũng có vài chục bộ trường kỷ đang có tại cửa hàng gỗ vụ, gỗ hương. Và trân trọng kính mời quý khách bớt chút thời gian về Đồ Gỗ Đức Hiền để xem hàng trực tiếp tại cửa hàng 6 tầng với tầng 200m2. Cửa hàng Đồ Gỗ Đức Hiền nằm tại làng Mộc Doanh Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Với nằm ở ven đường quốc lộ, với cái đường rất là đẹp. Đường rộng 8-9m, có đèn cao áp. Cho nên khi quý vị đi đến Phú Xuyên, đến siêu thị Lan Chi, đi tiếp 300m nữa thì đến cái đường barrier, từ đấy rẽ vào trong và hỏi vào xã Tân Dân. Cứ đi theo cái đèn cao áp này và đi theo con đường rất là đẹp như này, đi đúng 4km sẽ đến Đồ Gỗ Đức Hiền. Đồ Gỗ Đức Hiền xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong clip sau.